chúng ta thấy là từ ngoài đi vào chúng ta sẽ có lớp da, tế bào dưới da, mặt nông, mặt sâu, rồi đến cái lớp trắng. Chỉ là cái vắt dương vật để nó chia thành hai và để xốp riêng. Rồi, alo, các bạn thấy là người, ở người Nga có bị kẽ dương vật. Tại vì là do lúc thể hang và thể xốp này chứa đầy máu. Rồi nó đang chứa đầy máu phồng lên và nó bị bẻ gặp. Thì chuyện gì xảy ra? Cái bao mà cắn cắn này hả? Sẽ bể. Bao cắn cắn bể ra. Và máu sẽ tràn từ trong thể hang và thể xốp này tràn vào lớp mỡ và lớp tế bào dưới da. Thế thì cái triệu chứng mà của kẽ dương vật đó là gì? Da và mô dưới da ở dương vật nó sưng lên bọc tím dưới mặt, bởi vì máu nằm dưới không ạ, bọc tím thì nó sưng lên. Thì để điều trị cái này thì cũng rất là đơn giản thôi. Người ta sẽ đặt da ở đây, người ta sẽ lấy hết phần máu mà tụ ở bên dưới đó, lấy hết nó tụ ra, nó bột ra, sau đó người ta sẽ khâu lại cái bao này lại, khâu to ngăn lại. Đó, xong. Và nếu trường hợp bị gãy dương vật thì là cái trong mùa tớ là mùa lễ gì mà. Anh nhớ là sáng còn một cảm mà hình như là ngày nào cũng có 2-3 ca. Thì các bạn thấy nè, cái động mạch mô dương vật à, và mặt sâu dương vật thì hai cái động mạch này nó xuất phát từ mặt thẹn để đi vào trong hai cái thể hang xốp đưa máu vào trong. Thì cái cơ hạch xốp và cơ đầu hang bằng mặt chéo, cơ bằng chéo như thế này nó xí động mạch này lại, đúng không, nó sẽ giúp cho máu đi vào trong phần thể hang và xốp này nó nhiều và nhanh hơn và nó sẽ tạo ra cái tình thương. Và sau khi cái cơ chỗ này mà nó buông ra thì máu sẽ được giảm áp lực xuống và khi đó sẽ trở về cái hệ thống các tĩnh mạch ở đây, đó là tĩnh mạch mô trong và mô sâu liên vật ở đây để đi vào chậu nữa và giúp cho dương vật sạch hơn. Tôi đấu qua cái phần này quy đầu một xíu. Ở đây bạn thấy cái phần da nè và phần quy đầu nè, thì ở bé trai á khi mới sinh ra đó, cái phần da này nè nó phần che hết cái phần quy đầu này lại mà bạn không thấy được quy đầu. À, và khi đó nó chỉ có một lỗ nhỏ để nước tiểu đi ra ngoài mà thôi. Chỉ đến khoảng chừng 6, 7 tuổi, 8 tuổi, 10 tuổi thì cái mặt da này nè từ từ sẽ tụt dần về phía sau để lộ ra quy đầu này. Thì khi mà bé trai khi nào chúng ta cần phải cắt da quy đầu, khi nào chúng ta cần đâu à, thì chúng ta thấy là ở bé trai mới sinh ra cái da này nè sẽ che hết cái này lại, cái cục lỗ nhỏ để nước tiểu đi ra thôi. Thì ở người do thái người ta sẽ cắt da quy đầu thường nguyên, có nghĩa là 100% bé trai sinh ra đều được cắt da quy đầu. Nhưng mà cái chuyện mà cắt quy đầu không phải là tốt hẳn, bởi vì sao, cái gì của mình được gì mà tốt hơn, bởi vì khi mà cắt da đó một số người mà người ta bị sẹo xấu á, như là da nó bị lành co rút lại tạo ra cục sẹo xấu đó. Cái da này nè nó dính lên quy đầu thành khối, nó bị bất hợp lý mà nó lại to kéo nữa. Thì những trường hợp đó là những trường hợp đó là bệnh lý người ta gọi là TSO, nên về sau bạn học về cái điều bạn biết. Thì những trường hợp đó là những trường hợp viêm dính da quy đầu, da và quy đầu nó dính chặt với nhau thành khối, và những trường hợp đó là những trường hợp rất dễ bị nhặt. Thì cái bình thường cái da này nó sẽ tồn dần dần ở phía sau và lộ ra cái khớp của quy đầu chỗ này khi người ở người
cái cây hình thành. Nhưng khi mà cái da nó tụ ra như vậy thì ở một số người nó không tụ ra được. Ngay cả dương vật không có xương mà cái da cũng không tụ ra được thì nó nên cắt. Người ở người cây hình thành mà da không tụ ra phía sau được để lộ ra quy đầu, ngay cả lúc không cương thì nên cắt. Còn ở bé trai mà mới sạch ra đến 5-6 tuổi á, mặc dù cái da thì chưa tụ ra phía sau nhưng mà nó đi tiểu bình thường, cái nước tiểu nó không bị căng phồng lên, nó không có bị căng phồng cái da quy đầu lên khi có tiểu, và cái dòng tiểu nó vẫn mạnh đi ra xa mà không bị ứ động nước tiểu sau khi tiểu thì mình phải cần chưa cần phải cắt, mà chúng ta cần nông thôi. Không bằng cách nào mỗi lần bé bé trai nó ấm chà xà bông á, chúng ta lấy cái tay ta kéo nhẹ da quy đầu về phía góc như vậy. Mỗi ngày ta kéo một chút, thì từ từ cái da sẽ giãn ra và tụ quy đầu là như sau. Còn nếu mà chúng ta bằng cái phương pháp nâu nó không được đó, thì từ từ lớn lên chúng ta sẽ cắt sao hết. Thế là đảm bảo nước tiểu thoát luôn ra ngoài, không bị ứ động và vệ sinh quy đầu sạch, không bị ứ động tiểu vào. Thì bạn thấy ở đây là cái tiền liệt à, thì bên trên bề mặt của cái tiền liệt có vô số các cái lỗ này, thì các lỗ nó sẽ đổ tinh dịch vào trong đường đạo. Rồi ở đây nó có hai cái lỗ, đó chính là hai lỗ phóng tinh để đưa tinh trùng từ hai chúng tinh ở hai bên phải và bên trái đổ vào trong đường đạo. Ở đây nó có hai cái lỗ, đó chính là hai cái lỗ của hai cái miếng hàm đường đạo để đổ tinh dịch vào trong đường đạo. Rồi, bây giờ tôi giải thích cái cơ chế phóng tinh. Bây giờ khi mà một người mà bình thường ta đi tiểu á, thì sẽ có nước tiểu đi từ bàng quang đi xuống địa đạo tiền liệt, đi xuống địa đạo màng, đi ra địa đạo sớm và đi ra ngoài. Rồi khi dương vật cương lên thì chuyện gì xảy ra? Ở chỗ này chúng ta có một cái cơ, đó chính là cơ thắt trong, đó là cái cơ lên cơ vân mà, cơ lên cơ vân, cơ bàng quang là cơ lên cơ vân, không có bị rồi, bàng quang chúng ta là cơ lên cơ vân, chúng ta điều trị được không? Được, cơ chớ. Cơ nào mà chúng ta điều chuyển được thì là cơ vân, còn cơ nào mà ta không điều chuyển được mà nó tự động hoạt động theo cơ chế tự chủ của đó đó chính là cơ trơn, giống như ruột nè, giống như dạ dày nè, bàng quang nè, cũng là cơ trơn. Rồi thì ngay cái chỗ này chúng ta gọi là cổ bàng quang, chúng ta sẽ có một cái cơ ở đây, đó chính là cơ thắt trong nằm ở cổ bàng quang. Chúng ta nín tiểu được là nhờ hai cái hệ thống cơ, cơ trơn, cơ vân. Cơ vân chính là cơ đáy chậu, nó bắt ngang qua điều đạo màng cái chỗ này, nó sẽ siết điều đạo lại. Nó giống như là cái vòi robinet vậy đó, siết lại thì nước sẽ không tràn từ trong bàng quang ra ngoài, mở ra thì nước sẽ chảy từ trong ra ngoài. Thì có hai cái van để siết lại khi ta đứng tiểu. Cái van thứ nhất là van chỗ này, đó là cơ thắt trong mà nó là cơ trơn cơ trọng. Cơ thứ hai, cơ thắt ngoài đây, đó chính là cơ vân, đó chính là cơ đáy chậu, cơ đáy chậu. Vậy thì khi chúng ta nín tiểu thì cả hai hệ thống cơ này sẽ siết lại. Ngay như bạn đi xe đò tới 4-5 tiếng mà xe không dừng lại đó, bắt đầu trên xe hoài không đi xuống á, thì hai cái cơ này sẽ siết cứng lại luôn. Và đôi khi bạn đi xuống mà cứ còn ngồi đâu mà ra cái tiểu đường, bởi vì hai chân mở ra nó siết lâu quá thì trơ luôn không mở ra được. Đó là hai cái cơ gì, cơ thắt trong và cơ thắt ngoài. Thắt trong là cơ trơ, thắt ngoài là cơ vân vân. Vậy thì chúng ta mà ngồi chúng ta cố ta chịu đựng không cho nó tiểu ra, đó là cơ vân nó sẽ làm việc. Bởi vì cơ này chúng ta mới điều khiển được, còn cơ này ta không điều khiển được, đúng không?
và khiến cho đi tiểu, thì khiến cho cầu cái bụng ta lên, các cơ ở vùng bụng nó sẽ ép vào bàng quang, nó tạo ra áp lực bên trong bàng quang. Đồng thời lúc đó cái cơ ở vùng chậu này sẽ mở nè, cơ đáy chậu sẽ giãn nè, thì nước tiểu sẽ được đi từ bàng quang đi ra được đồng nha. Rồi đó là chuyện đi tiểu. Đó là thứ hai là gì? Xuất và ống tinh. Thì khi dương vật cương lên, cả hai cơ này thì đóng lại giống như là ta đứng tiểu. Do đó khi dương vật cương lên, ta rất khó đi tiểu bởi vì cả hai cơ thì đóng. Rồi. Thì khi hai cơ thắt trong và cơ thắt ngoài đóng kín lại hết, thì lúc đó tinh trùng và tinh dịch từ trên túi tinh đổ vào trong tuyến tiền liệt. Khi cơ đóng lại, cơ này đóng lại thì tinh trùng và tinh dịch sẽ từ túi tinh đi vào trong ống thoát tinh và đổ vào trong tuyến tiền liệt. Nước và tinh trùng liên tục đổ vào trong tuyến tiền liệt mà hai đầu này bịt kín. Nó sẽ tạo ra áp lực dương bên trong cái tiền liệt. Rồi khi có một chỗ nào đó hở ra thì lập tức phần này sẽ đẩy ra ngoài, đó là gì? Cơ thắt ngoài sẽ mở ra, mà mở không phải mở một lúc mà mở từng đợt, nó mở xong mở nó đóng. Và khi nó mở ra như vậy, nó tạo ra một cái luồng áp lực trên áp từ trong tuyến tiền liệt và niệu đạo ở phía trước nha. Nó sẽ đẩy tinh trùng và tinh dịch từ trong ống cái tuyến tiền liệt này nè đi qua niệu đạo và đi ra ngoài. Thì lúc đó chúng ta có một cơ đóng và một cơ mở, đó là gì? Cơ thắt ngoài thì mở và cơ thắt trong vẫn còn đóng. Khác như tiểu nha, như tiểu là cả hai cơ đều mở thì nước tiểu sẽ từ trong bàng quang ra ngoài, nhưng khi phong tinh thì có một cơ mở thôi, đúng không? Nếu mà hai cơ đều mở là chuyện lớn. Bởi vì sao? Khi xuất tinh thì cái này vẫn còn đóng kín à, chỉ có cái này mở ra thôi để cái tinh trùng sẽ từ trong cái tiền liệt chạy ra ngoài. Còn nếu mà cái thằng này mở nữa thì tinh trùng và dịch sẽ đi theo con đường ngắn nhất có thể, đó là gì? Chạy vô trong bàng quang. Thì những trường hợp đó chúng ta gọi là xuất tinh đường dẫn. Thì những người đó là những người sẽ bị vô sinh, không tinh lại được. Bởi vì sao? Tinh trùng và tinh dịch nằm trong cái tiền liệt này, nó chạy đi trong bàng quang mà không đi ra được. Còn bình thường, xuất tinh bình thường là cơ thắt trong vận động và cơ thắt ngoài mở, thì toàn bộ tinh trùng bình dịch từ trong tuyến tiền liệt này sẽ chạy ra theo điều đạo tinh đợt mở của cơ đáy chậu. Cái chậu nó mở ra, đóng lại liền, mở ra, đóng lại liền. Khi nó mở ra như vậy, tinh trùng bình dịch sẽ chạy ra một lần, đóng lại. Sau đó mở ra thì tinh trùng sẽ chạy ra một lần, đóng lại. Thì cái quá trình xuất tinh là do cơ đáy chậu nó mở ra, còn cơ của bàng quang vẫn còn vận chính. Còn đi tiểu thì sao? Khi ta đi tiểu thì cơ trong và cơ ngoài cả hai đều mở cùng lúc. Các bạn nhớ điều đó. Xuất tinh thì có một cơ mở thôi, mở một cơ để mở thôi. Để ta đi đi ra cửa trước. Còn đi tiểu thì cửa trước cửa sau đều mở để luồng gió từ ngoài ra sang nè luôn. Thì các bạn thấy là cái đường đi của tinh trùng á, nó sẽ tích tụ lại chỗ này và sau đó nó chạy từ trong tuyến tiền liệt đi ra điều đạo để đi ra ngoài. Thì lúc đó sẽ có cái cơ của bàng quang, đó chính là cơ thắt trong, đó là cơ đường vân, xin lỗi, cơ trên. Còn cơ thắt ngoài, đó là cơ đáy chậu, đó chính là cơ vân. Thì khi xuất tinh á thì cái cơ này sẽ mở đóng từng đợt. Còn khi tiểu thì cả hai cơ đều mở.
Rồi, chúng ta ghép ngang một cái biểu. Thì các bạn thấy chúng ta sẽ có 7 lớp ở biểu như tôi nói hồi nãy. Bởi vì sao? 5 cái lớp mà từ trên bụng nó chạy xuống dưới là do tinh hoàn từ bắt đầu nằm ở trên bụng, sau đó chạy dần dần đi xuống, và khi nó chui xuống tới dưới biểu thì nó sẽ kéo theo các cơ các lớp thành đi xuống theo, và sẽ tạo ra 7 lớp ở biểu. Thì các bạn thấy là nguyên cái đá mà từ ngoài cuộc sống này, da tế bào dưới da, rồi cơ ống da, rồi mặt nông, rồi cơ biểu, rồi mặt sâu, rồi bao tinh hoàn, thì nguyên cái đó này thì chỉ có những cái các thứ cơ này là có sẵn ở dưới cái biểu, còn cái nằm phía dưới này là từ cái bụng đi xuống. Được chưa? Thì chúng ta thấy ở lớp da ở bên ngoài ở biểu có gì đặc biệt? Da biểu có gì đặc biệt? Đó là nó gấp nếp chặt nheo, đúng không? Chị ạ, cho đẹp lại. Để làm gì vậy? Chúng ta biết á, các tế bào lây nhiễm, các tế bào sinh tinh trong các ống tinh nó chỉ sản sinh ra được tinh trùng khi nó ở nhiệt độ thấp, đó là khoảng chừng 35 đến 35 độ C, trong khi thân nhiệt cơ thể nó là bằng 7. Do đó chúng ta cần một cái môi trường để thải nhiệt ra bên ngoài, đó chính là da. Do đó da ở tinh hoàn, da bao bọc xung quanh tinh hoàn bắt buộc nó phải nhiều diện tích, nó phải lớn để làm gì? Thải nhiệt ra môi trường bên ngoài. Do đó da biểu nó sẽ bị đứt dài rất là lớn để làm gì? Tăng quá trình thải nhiệt từ trong tinh hoàn đi ra môi trường bên ngoài để giúp cho nhiệt độ ở dưới biểu lúc nào cũng là dưới 35 độ C. Thế thì đi ra Đào Lạt, đi lên Sapa gì đó thì nhiệt độ có 5-7 độ C thì sao? Cái da nó sẽ co lại, bởi lúc đó không cần thải nhiệt nữa, nhiệt độ từ bên ngoài nó nhỏ hơn nhiệt độ cần thiết rồi, đúng không? Rồi, cái qua châu Phi mà cái năm mấy cái độ đó thì làm sao? Cứ có da thì sẽ căng dài ra để làm gì? Thải nhiệt ra môi trường. Cho đó phần da keo này kể nó thay đổi theo thời tiết tạm cho thể co lại ống để giãn ra để tăng thải nhiệt ra môi trường bên ngoài. Và chúng ta thấy là khi cái tinh hoàn di chuyển từ trên bụng đi xuống dưới biểu thì nó sẽ kéo theo các lớp ở trên thành bụng đi xuống, các bạn thấy cơ kéo bụng ngoài, cơ kéo bụng trong và phúc mạc đi xuống theo. Thì các lớp đó nó tạo ra gì? Mạc tinh trong, mạc tinh ngoài, rồi mạc của biểu, nó sẽ tạo ra các lớp. Và chúng ta kết thúc bài thứ nhất bằng nghỉ lễ lao thì 9 giờ.